Liên Quân Mobile ở năm 2024 sẽ có những gì? Chúng ta đã trải qua hành trình 7 năm và gắn bó với Liên Quân ở trong một chặng đường dài. Trong năm 2024, Liên Quân sẽ cải thiện hệ thống ghép trận, remix và chỉnh sửa rất nhiều tướng, điển hình là Triệu Vân ở tại máy chủ thử nghiệm, ra mắt skin mới của Kera, hợp tác đặc biệt giữa Liên Quân và một bộ anime. Nhìn vào cái hiệu ứng sấm sét này, bạn có thể đoán được đây là một bộ anime nào không nhỉ? Nhóm nhạc Quay gồm 4 idol nay đã có thêm một thành viên mới để được ra mắt ở năm 2024, xuất hiện dòng skin AoV đây hoàn toàn mới, hé lộ thành viên kế tiếp của Thứ Nguyên Vệ Thần. Đây là một vị tướng nam, nhìn cái bóng này giống như Tulen ấy. Và có một thông tin siêu hot là nàng tiên cá Doria chính thức được qua Liên Quân. Trong trailer giới thiệu AAC 2023, phiên bản năm 2024 của Liên Quân có tên là Liên Quân Đồng Kiến Tạo.